đưa hối lộ và nhận hối lộ. Chúng tôi chưa bắt những cái đối tượng nào vừa qua liên quan đến cái việc đó mà không nhận tiền. Tại phiên chất vấn thành viên chính phủ sáng ngày 7 tháng 11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói, đấu tranh chống tham nhũng là công tác trọng tâm của lực lượng công an thời gian qua. Công an đã gương mẫu đi đầu trên 3 phương diện là phát hiện, điều tra, xử lý vụ án tham nhũng, chống tham nhũng, làm trong sạch ngay trong nội bộ. Cải cách thủ tục hành chính, quản trị xã hội bằng pháp luật nhưng tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp chứ không gây khó dễ. Cá nhân tham nhũng bị điều tra, truy tố, xét xử theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất kỳ ai. Điều này góp phần răn đe, cảnh tỉnh, thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, khắc phục những thiếu sót trong chính sách về tài chính, tín dụng, chứng khoán, đăng kiểm, trái phiếu. Không để đối tượng tẩu tán tài sản.